Ok, xin chào anh em. Hôm nay chúng ta sẽ đến với cái event anh em nhé. Trong cái video clip này thì tôi sẽ hướng dẫn cho các anh em mà chưa biết cách qua cái event làm nào để có được cái số điểm cao nhất. Ok, rồi. Tôi sẽ có hai cái đội hình anh em nhé. Và trong cái đội hình thứ nhất thì yêu cầu là cái bộ truyền thuyết nó sẽ phải có con chúa quỷ và con Lancer. Nếu mà anh em không có hai con này thì anh em có thể vào và anh em thoát luôn. Anh em không nên tiếp tục chơi nhá. Bởi vì nếu không có thì chúng ta sẽ không thể xây dựng được cái đội hình này. Ở cái round đầu tiên ấy thì tôi tìm nó sẽ cố gắng là tìm 5 rồng để làm nào để kết thúc cái round đầu nó nhanh nhất có thể. Ở trong cái event mới này thì chúng ta cần là cần tốc độ chứ chúng ta không có bị giới hạn bởi cái sức mạnh của đội hình cũng như là cái lượng tiền của đội hình. Khác với cả những cái event trước. Những cái event trước thì anh em cũng có thể thấy là chúng ta sẽ phải có một cái đội hình ít tiền nhất và kết thúc trận đấu nhanh nhất thì chúng ta sẽ được nhiều điểm. Nhưng mà ở trong cái event của năm 2024 đầu năm mới thì chúng ta không cần tốc độ. Chúng ta chỉ cần qua nhanh nhất có thể thôi. Thế nên là anh em cứ thoải mái mà roll lên 3 sao anh em nhá. Không có ngại gì cái việc là bài lên 3 sao cả. Bài lên 3 sao thì cái tốc độ clear nó sẽ càng nhanh. Rồi. Cái round này chúng ta sẽ có 5 rồng 6m. Đấy, 5 rồng vào phát là tất cả cùng tung trưởng. Như vậy là chúng ta có thể kết thúc cái round đấu sớm. Đây nó sẽ là cái hướng dẫn mà tôi nghĩ là nó sẽ là tối ưu. Nó sẽ cho anh em biết là từng round một sẽ xây dựng cái đội hình như nào để cuối game chúng ta có một cái kết quả nó như ý nhá anh em nhá. Còn cái tốc độ ấy thì tôi không có chắc chắn là tôi là cái người nhanh nhất, nhưng cái phương pháp thì nó là chuẩn. Đấy, còn nó còn phụ thuộc vào cái gì? Phụ thuộc vào đồ và phụ thuộc vào cái may mắn của anh em nữa. Đó, nó sẽ có rất nhiều cái round mà chúng ta cần may mắn để clear nhanh. Rồi. Ở đầu mỗi round này tôi sẽ roll hết tiền thôi để tôi kiếm 3 sao. Hoặc là tôi kiếm những cái con nó lên 2 sao khi mà tôi chưa có. Đấy, và ở phía dưới thì anh em vẫn phải giữ cái con chúa quỷ anh em nhá. Chúa quỷ là cái con mà bắt buộc chúng ta sẽ phải có. Và cái con đấy late game chúng ta sẽ dùng đấy. Còn cái giai đoạn này thì tôi vẫn sẽ form cái bài rồng ở phía trên. Ok. Những cái con Witcher và những cái con như là chúa quỷ thì giữ lại. Còn những cái con Glacier thì nếu mà thiếu slot thì chúng ta có thể bán đi nha anh em nhé. Quan trọng là chúng ta sẽ phải form đây rồi. Rất là tuyệt vời. Ok. Đó, tôi có những cái con 3 sao và tôi sẽ clear nó nhanh ở trong những cái round như này. Và cái việc xếp bài nó cũng ảnh hưởng đến cái tốc độ trận đấu anh em nhá. Round này ra một cái gậy tà ác, tôi sẽ lấy gậy tà ác. Không ngại gì mà lấy một cái gậy tà ác cho con già để nó bắn trưởng clear cho nhanh cả anh em nhá. Đầu game thì cái món đồ nó sẽ là cái món bắn trưởng, cái món đồ bắn trưởng. Đấy, còn late game thì chúng ta sẽ chuyển những cái món đồ này sang món đồ đánh nam tay. Nhưng mà chưa phải bây giờ. Ở những cái giai đoạn này chúng ta sẽ không thể chơi Glacier mà nhanh được đâu. Bởi vì là ở round này nó sẽ là 6 đá đây anh em ạ. Rồi, giờ hết tiền rồi không làm gì được thì ấn sẵn sàng thôi. Nhưng mà ví dụ như anh em may mắn hơn, anh em ra con xà 3 ở round này, anh em ra được con Thunder 3 sao thì chắc chắn là nó sẽ clear còn nhanh hơn rất nhiều. Ở đây là tôi vẫn mất khoảng 7 giây, 5 đến 7 giây. Ok. Đó, đồ phép là rất là ngon. Chúng ta sẽ dồn nó ra. Tiếp tục cái quá trình form cái đội hình mết anh em nhé. Rồng mết. Và round này chúng ta lên được 11 rồi. Rồi, hay lắm, già này. Cố gắng đưa được cái con già lên 3 sao, đó là tuyệt vời nhất.
Ok, luôn tiếp rồi. Đấy, úi dồi ôi, tuyệt vời anh em ạ. Có nhiều anh em có thắc mắc là tại sao giọng của tôi nó lại ỉu và nó lại buồn ngủ đến như thế. Thì thực sự là từ cái hôm livestream vòng chung kết ấy, đến bây giờ là họng tôi nó đang cực kỳ là khó chịu, cực kỳ đau nhức. Đấy, nên là anh em thông cảm nhá. Anh em thông cảm. Mấy cái video clip nữa thì nó sẽ được cải thiện thôi. Còn cái tầm này thì thực sự là rất đau họng. Không dám nói to anh em ạ. Nói to rất đau họng. Ok. Chúng ta sẽ ưu tiên những cái con như con rồng. Con rồng nó sẽ lên 3 sao, có thể chơi luôn nha anh em nhé. Nhưng mà cái nào này thì thôi, cũng chả bán được con gì thì tôi quyết định lóc lại. Rồi, nào này chúng ta sẽ phải xếp làm nào để kết liễu gọi là nhanh nhất. Đó, rồi. Sẵn sàng anh em nhé. Đó, anh em thấy là rất nhanh. Chỉ mất khoảng 5 giây thôi là đã dọn toàn bộ bàn cờ rồi. Rồi, con Lancer lại phải mua. Con này là cái con quan trọng. Con Lancer và con chúa quỷ là cái con quan trọng anh em ạ. Rao này chúng ta có thể đổi cái món đồ cam. Rất là ok. Rồi. Có thế này ok chưa? Hay bỏ cái này, lấy cái này. Thôi chỉ cần cái blink là được. Tí nữa giữ lại cái blink anh em ạ. Ok, bố set nha anh em nhé. Đấy, lấy một đồ bắn trưởng thôi. Còn bây giờ sẽ phải lấy những cái đồ đánh tay. Để tí nữa chúng ta dồn đồ cho chú quỷ. Chú quỷ là cái con mà tí nữa sẽ cầm đồ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đôi. Glacier thì cứ mua vào đi. Con nào lên được 3 sao lên thôi. Tí nữa nếu mà không đủ slot thì bán đi. Rao này thì tôi vẫn chưa chuyển được. Đấy, bởi vì là chúng ta chưa có chú quỷ 2 sao thì nó vẫn cứ rất là yếu. Trở lại hơi đen đấy. Rôn mãi không ra chú quỷ mà lại ra rất nhiều những con mà không liên quan. Từ từ đã anh em ạ. Có lẽ là tôi sẽ phải cân nhắc cái đoạn này tôi roll. Tôi không áp cái con lick lên 2 sao đâu. Con này khả năng là cầm tạm thôi. Ui quả trứng này. Vậy là chúng ta sẽ đập trứng cho quýt chú quỷ. Ok. Trứng này cho chú quỷ được. Hay là đập cho rồng nhỉ? Đập cho Dragon Claw sao? Cho giải tán bớt cái hàng chờ đi. Tôi nghĩ tôi sẽ phải bán bớt một vài con và chúng ta run thêm một vài cái nữa anh em ạ. Biết đâu ra con rồng đúng không? Chứ còn như này thì có vẻ như là hơi phân vân giữa việc đập trứng cho chú quỷ và cho rồng. Rồi, đập cho rồng đi anh em ạ. Cho con này cho nó clear cái round này, nó cần con rồng 3 sao anh em nhé. Chú quỷ phải lên 2 sao, không thì round này phải có rồng 3 thì mới đánh được. Khó đấy, bởi vì rao này rao cửa này chúng ta cần đam xuyên giáp mà bây giờ hiện tại chưa có đam xuyên. Muốn nhanh thì chỉ có thế thôi. Ok, thế thôi tôi bán bớt cái con này đi, tí nữa tìm lại vậy. Giờ tính bán cái con gì đi. Bán một con tabu, một con ảnh phân lộ. Ok, vẫn còn hai cái á. Hai slot thì bán hai con rồng đi là vừa này. Tôi nghĩ là bán hai con rồng đi. Tí nữa kiếm sau. Rồi. Rồn tiếp cái lưỡi này. Úi dồi ôi. Tại sao không ra vừa lấy đi. Chán thật. Thôi được rồi. Đây con này vào khỏe hơn này. Ok, chúng ta sẽ có một con rồng có cái bố set. Xếp lại đội hình cái đã. Rồi. Anh em xem cái clip hướng dẫn này ấy, thì cái đội hình, cái vị trí của các cái con bài ấy, anh em có thể xếp y hệt tôi cũng được. Bởi vì tôi tính toán là cái xếp đội hình đấy là tối ưu rồi anh em nhá. Tối ưu trong cái việc xếp để clear nhanh ấy.
Nên là anh em cứ xếp giống tôi. Ok. Tất cả những cái round nó đều có cái vị trí của nó. Ngoài cái việc là chúng ta form được bài ra thì cái vị trí rất là quan trọng anh em nhé. Rồi, chúng ta sẽ form tiếp một lần nữa. Hiện tại chúng ta lên được 12 rồi nhưng mà tôi vẫn chưa thể chuyển được sang Glacier anh em ạ. Cái tầm này Glacier nó đang khá là yếu ở đây. Toàn một sao. Và chắc chắn là nó sẽ không thể clear nhanh bằng 5 rồng được rồi. Rất khó chịu ở đây. Roll cực kỳ đen. Thật sự roll mãi nó không ra được luôn. Nếu mà nó là một cái đội hình kiểu 5 rồng 9 mét thì cái đội hình này là tuyệt vời luôn. Nhưng mà rất tiếc đây không phải bộ 5 rồng 9 mét. Bởi vì nếu mà muốn chơi 5 rồng 9 mét là nó sẽ phải có rớt. Trong truyền thuyết sẽ phải có rồng 5 tiền nữa anh em ạ. Nên chúng ta vẫn tuân thủ cái việc là chúng ta chọn cái line up ban đầu. Khi mà chúng ta chọn truyền thuyết nó có cái con Lancer và nó con chúa quỷ ấy, thì chúng ta sẽ chơi cái bộ Glacier anh em nhé. Hết cái trận này tôi sẽ cố gắng được kiếm một cái trận đấu mà có 5 rồng để chơi, 5 rồng 9 mét ạ. Bộ đấy cũng clear rất nhanh. Hai cái bộ thì tương đương nhau, cũng không biết cái bộ nào hơn bộ nào. Chỉ biết là nếu mà anh em xếp bài chuẩn và anh em có đồ đẹp thì anh em cũng có thể clear rất nhanh. Rất là đen. Tôi đang kiếm là một cái con Shadow lên được 3 sao mà thực sự nó không ra luôn. Quá đen luôn. Rao này khả năng là tôi sẽ cho Witcher vào luôn. Cho hai con 2 sao vào đi. Rồi, roll tiếp xem nào. Lancer nhưng mà thôi, rao này hết tiền rồi, lắc lại. Bây giờ đồ chúng ta cần phải lấy đồ. Đồ bắn trưởng để cho Shadow đó. Shadow Evil sẽ cầm những cái món đồ bắn trưởng. Rồi, còn những cái món đồ còn lại thì chúng ta sẽ đưa cho con chúa quỷ. Chúng ta sẽ rèn những cái đồ mà không có dùng đến. Ở đây những cái đồ mana và những cái đồ thủ và những cái đồ chúng ta vứt đi được. Ok. Chúng ta sẽ lấy đồ chủ yếu là đồ công nhá anh em nhá. Bởi vì chúng ta cần tốc độ clear. Nên là không lấy đồ thủ và không lấy những cái đồ dạng như là không phải vật lý thì chúng ta sẽ không lấy. Late game thì chúng ta bắn trưởng chúng ta không bắn. Ok, ui đen thật. Bất diệt là một cái món đồ mà anh em sẽ phải lấy một cái nha anh em nhá. Một cái cho chú quỷ. Trong cái round mà chúng ta gặp cái con assassin thì chúng ta cần cái bất diệt. Rồi. Ok. Một lần nữa chúng ta sẽ phải xếp cái đội hình làm thế nào để clear nhanh nhất anh em nhé. Và anh em hãy xếp như tôi. Ở đây chúng ta sẽ bắt cái con chúa quỷ của đối thủ, không cho chúa quỷ nó có thể có cái khả năng hú. Rồi. Đối thủ cũng là cái bộ Witcher nhưng mà chúng ta Witcher 5 rồng, vẫn giữ nguyên cái bộ 5 rồng cho tôi nhá. Nên cái round này Glacier thì rõ ràng là cái round vừa rồi chúng ta sẽ không phải tung trưởng nhanh đến như thế. Đấy, nhưng mà cái bộ 5 rồng thì chúng ta có thể vào phát là tung trưởng luôn. Và chuyện này là tôi quá đen đấy anh em ạ. Tôi roll mãi không ra con Shadow. Con đấy nó mới là cái key để tốc độ trận đấu nó nhanh. Nếu mà anh em có một con Shadow 3 sao ở round này thì thực sự là anh em bắn trưởng rất nhanh, clear rất nhanh. Đấy, nhưng mà không có. Rất đen. Thực sự là không có Shadow 3 luôn. Những cái round như này chúng ta cần có Shadow anh em ạ. Rất đen luôn. Tôi roll ấy, xong rồi nó không lên là tôi phải bán đi, tôi roll tiếp. Thế đấy anh em ạ. Thật sự như thế luôn.
không lên nổi 3 sao. Cái bộ Glacier tôi vẫn chưa ưu tiên anh em nhé. Tôi phải ưu tiên cho full 3 sao Witcher đã. Chỉ còn một con chúa quỷ, một con Fallen Witcher, một con Shadow, một con Tabu Witcher và một con ảo ảnh, nhưng mà nó không lên anh em ạ. Thật sự đen luôn. Không biết tốc độ trận đấu này có nhanh không, nhưng mà đen như thế này nó đã giảm đi rất nhiều cái tốc độ trận đấu rồi đấy. Nếu mà ra được bài mà nó ra sớm mà ít phải roll, ít mất tiền và chúng ta form được sớm lên 3 sao thì tôi nghĩ tốc độ nó sẽ nhanh hơn rất nhiều. Bây giờ chỉ toàn là 2 sao thôi. Anh em thấy là nó cũng rất nhanh, rất nhanh, rất nhanh luôn. Chưa đến 10 giây anh em ạ. Nếu mà nó lên 3 sao thì tốc độ nó sẽ còn nhanh hơn nữa. Bài này ra rất nhiều rồng luôn. Mà nó là 5 rồng 9 mét thì nó phải nói là tuyệt vời luôn. Nhưng mà không có. Rồi. Cái round này là cái round mà cái con Shadow lên 3 sao. Ok. Nhưng cái round này là cái round mà chúng ta sẽ trông chờ nhiều vào may mắn. Bởi vì tốc độ trận đấu ở cái round này nó sẽ không cao đâu anh em ạ. Round này chúng ta đánh với Insectoid thì chúng ta... Nếu mà anh em có tiền ở cái round này thì anh em có thể chuyển sang là Glacier nha anh em nhé. Đấy, khuyên anh em là lên chuyển sang Glacier kết hợp với Witcher để tối ưu hóa cái tốc độ clear. Chứ còn cái bộ lâm rồng ở trong cái round này thì nó clear là không nhanh anh em ạ. Nhưng mà tôi không có cái gì để tôi cho vào. Glacier tôi chưa có. Tôi đã mất quá nhiều tiền để roll cái bọn Witcher nó lên 3 sao. Chính vì thế nên là chúng ta đen nên là chúng ta tốc độ nó vẫn chưa được tối đa anh em nhé. Nhưng mà nếu mà tối đa thì nó sẽ nhanh hơn đấy anh em ạ. Đồ của tôi cũng không ngon lắm đấy, đồ nó bị đen nữa, đồ chưa ngon. Nhưng mà anh em thấy là clear cũng rất nhanh, clear cũng rất nhanh, chỉ là bị đen một tí thôi nhưng mà đó cũng nhanh, vẫn không có vấn đề gì hết. Tôi nghĩ là trận đấu này vẫn có thể chấp nhận được. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kiếm Glacier anh em nhé. Khi mà chúng ta đã có full cái bộ Witcher rồi thì bắt đầu kiếm Glacier. Glacier 3 sao cho vào. Còn nếu mà Glacier mà chưa đủ 3 sao thì chúng ta vẫn có thể chơi rồng, vẫn rất là ok. Không nhất thiết là phải chơi Glacier. Nếu mà rồng nó là full 3 sao thì tốc độ của rồng nó nhanh hơn nhiều. Bởi vì vào là con chúa quỷ nó hú luôn anh em ạ. Chúa quỷ hú luôn, Fallen Witcher biến hình luôn, nó đấm luôn. Lâm rồng đấy anh em. Đây nó chính là cái bộ ngũ long hóa hình ấy, nhưng mà phiên bản tối thượng, tức là nó sẽ có cả Witcher nữa. Ok. Rồi tôi sẽ đổi tiếp cái món đồ tím. Hay là món đồ cam luôn nhỉ. Thôi lấy đồ cam luôn này. Ui rồi ôi đen quá anh em ạ, lại một món đồ thủ. Đây là những cái món đồ mà chúng ta không cần. Món đồ thủ duy nhất mà chúng ta cần là một cái bất diệt. Còn lại nó sẽ là đồ công hết. Tốc độ càng nhanh càng tốt anh em ạ. Thật là quá đen luôn. Rồi sau đó chúng ta lại xếp lại đội hình. Anh em cứ xếp y như tôi là được nha anh em nhé. Bởi vì những cái này là tôi đã tính toán và tôi cũng đã phải trải nghiệm, sau đó tôi rút kinh nghiệm thì nó ra được cái tối ưu. Đấy, anh em chỉ việc là làm theo thôi sẽ rất là nhanh. Ok đó, nhanh không anh em? Thực sự là nó cũng chưa đến 10 giây đâu. Đó, kiếm tiếp nha anh em nhá. Glacier chúa quỷ bây giờ mới lên 3 sao anh em ạ, đến tận round cuối cùng rồi mới lên 3 sao, đồ chán thật sự luôn. Đây là những cái món đồ thực sự là rất là yếu. Chúng ta có cần một cái búa bình minh, một cái MKB. Chứ còn những cái món đồ này thì không ngon. Ngoài ra chúng ta cần một cái hút máu cuối nữa anh em ạ. Hiện tại là chưa có đồ nha anh em nhé. Rồi.
có một cái tip là như này, nếu mà anh em có những con 3 sao rồi thì anh em hãy vứt lên cái bàn cờ để dễ roll ra những con 3 sao hơn nhá. Đấy, quên, đấy, phải vứt cái con deflector vào. Thôi được rồi. Rồi, chúng ta lại gặp Witcher tiếp. Nó sẽ clear nhanh thôi anh em ạ. Chúng ta 5 rồng, chúng ta hóa hình luôn. Còn đối thủ thì sẽ không hóa được. Anh em có thể giữ cái bộ 5 rồng đến cái giai đoạn này luôn vẫn được. Sau này thì chúng ta chuyển sang Glacier nó cũng hợp lý anh em nhé. Bây giờ round Assassin này thì tôi khuyên anh em mà nên chuyển sang là Glacier. Bộ này nó sẽ khỏe hơn là cái bộ 5 rồng trong cái round này. Tất nhiên là chúng ta sẽ lém những con 3 sao vào, sau đó chúng ta roll để kiếm lốt cái con Fortuner Teller. Đây là cái tip mà khi mà anh em chưa ra được cái con nào lên 3 sao ấy thì anh em hãy vứt bài vào trong. Chúng ta sẽ có những cái con mà chúng ta không có cần nó phải lên 4 sao hay là 5 sao. Chúng ta chỉ cần 3 sao thôi. Nên chúng ta sẽ không kéo ra ngoài nha anh em nhé. Để vào trong. Đây rồi, quả trứng này có thể đập luôn. Ok. Rồi, từ bây giờ trở đi là chúng ta sẽ không cần phải roll nữa, vì chúng ta đã đủ rồi. Rồi, bây giờ để tôi tính xem là cái round này chúng ta có lên rèn thêm một cái món đồ cam không. Nếu mà rèn thì chúng ta sẽ rèn cái gì đây? Rèn cái món đồ tím hay món đồ cam? Nếu mà tím chúng ta có thể lấy một cái RO. Chúng ta có thể lấy một cái RO anh em ạ. Còn nếu mà cam thì còn cái hút máu cuối. Rồi, tôi sẽ lấy cái RO trước nha anh em nhé. Ui dồi ôi, không có anh em ạ. Thôi lấy BKB nhỉ. Rồi, random. Tôi nghĩ là random thôi. Không. Rồi, cái giáp này thì cũng tạm tạm. Chống cái việc bị khống chế sẽ giúp cho con chúa quỷ nó sẽ chém, nó sẽ ok hơn. Nó sẽ không bị khựng lại. Rồi bây giờ chúng ta xếp lại nha anh em nhá. Xếp lại cho nó chuẩn. Làm nào thì ngon nghẻ nhất có thể. Xếp như nào để chúa quỷ càng xa Fallen Witcher thì càng tốt nha anh em nhá. Khi mà nó biến hình là nó cần phải tránh xa con chúa quỷ ra. Ok. Nhưng mà anh em phải chú ý cái đao này là con này phải kéo xuống nhá. Không là nó sẽ một phát là chết luôn, là không tung trưởng ở đâu. Đấy. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cho con này cao cao lên tí để nó có thể bắp bất tử. Đấy, khi mà cái đội hình nó ok rồi thì chúng ta thì ấn sẵn sàng. Rồi. Đó, bắp bất tử luôn. Anh em có thể thấy rất nhanh, clear rất nhanh. Đó, cái con assassin của nó có cái bất diệt nhưng mà nó sẽ chết nhanh thôi. Ok. Đó, clear cái round này rất nhanh đúng không anh em? Tôi nghĩ là nếu mà cái đầu trận đấu này mà tôi không quá đen ấy thì có thể là tôi sẽ còn được top cơ. Tốc độ trận đấu này là cũng nhanh. Đây, lấy cái hút máu cuối anh em nhá. Rồi. Vậy là chúng ta đủ đồ rồi đấy. Nó sẽ phải có cái hút máu cuối cho cái round này. Bắt buộc ấy, nếu anh em không có hút máu cuối thì anh em xác định luôn round này anh em không thể qua được đâu. Rồi, cũng không còn gì để mà rèn đồ nữa. Nên là chúng ta sẽ xếp bài làm nào để xếp bài có thể clear nhanh nhất anh em nhé. Đó, cái kinh nghiệm xếp bài thì tôi cũng đã trải qua rất nhiều trận đấu nên là anh em cứ xếp y như tôi là được. Rồi. Nào đó. Thực sự là một trận đấu này tôi dự đoán là nó cũng dưới 2 phút đấy anh em. Nhanh mà. Chả qua là giai đoạn đầu quá đen thôi. Đó, với cái Glacier thì round này chúng ta sẽ clear rất nhanh. Rồi, đây chính là cái bất diệt và cái hút máu cuối nó sẽ phát huy hiệu quả đây. Đó. Rồi anh em ơi, cũng rất là nhanh. Cũng rất nhanh. Bao nhiêu phút đây?
Anh em có thể làm nhanh hơn thế anh em nhé. Bao nhiêu phút thì tôi nghĩ là cái round này nó cũng có nhiều lỗi. 1 phút 55 anh em ạ. Đó, chúng ta đã lọt được vào cái top rồi. Đây là top những cái người mà nhanh nhất đấy anh em ạ. Ok. Mặc dù chưa được vào top 100 nhưng mà tôi nghĩ là anh em có thể làm nhanh hơn như thế anh em nhé. Rồi, và chúng ta sẽ đến với cả đội hình thứ hai. Cái đội hình này so với cái đội hình Glacier kẹp Witcher ấy, thì nó cũng nhanh tương đương. Cái yêu cầu ở trong cái đội hình này là truyền thuyết nó sẽ phải có con rớt và nó sẽ phải có con rồng làm đồ anh em nhá. Ngoài ra chúng ta cần phải có con Dark Spirit nữa. Nó có tới tận 3 con để thỏa mãn cái điều kiện của đội hình. Tuy nhiên cái đội hình này nó ít phải chuyển bài hơn và cái tốc độ có thể là nó sẽ nhanh hơn đấy anh em ạ. Nếu mà rớt giật đẹp, rớt cái bộ này thì nó thiên về may mắn nhiều hơn. Đấy. Rớt giật đẹp, Dark Spirit thả đẹp. Đấy, và đồ đẹp nữa, đồ phải có RO cho Dark Spirit anh em nhá. Thì chúng ta sẽ có thể là tăng tốc nhanh hơn rất nhiều so với cái bộ trước. Chúng ta có bộ Glacier. Thực sự thì cái bài toán nó vẫn là 5 rồng thôi. Như ở trận trước thì anh em cũng có thể thấy là tôi chơi 5 rồng đến tận round Assassin chúng ta mới chuyển. Tốc độ của nó rất nhanh. Tuy nhiên là nó hơi đen là bởi vì là ở cái đoạn đầu nó không ra được những cái con ở trong cái bộ đó. Ok. Nói chung là nó vẫn là may mắn ở những cái round đầu này anh em này. Nếu mà round đầu anh em có một cái con già 2 thì cái câu chuyện nó sẽ nhanh hơn rất nhiều. Nhưng mà không có già 2 thì tôi cũng có. Đây là một con Grim quẹt nó cũng rất là đau ấy. Con Grim này vẩy mực cũng đam cũng rất là to. Và kết hợp với cái bộ 6m thì thực sự là chúng ta cũng có thể clear nhanh được. Đấy, nhưng mà tất nhiên là già 2 thì nó sẽ ngon hơn rất nhiều. Ở trận này tôi hướng tới chơi cái bộ 9m anh em nhé, 9m 5 dòng. Đấy, rớt chỉ cần giật đẹp và Dark Spirit thả ngon, có RO thì chúng ta sẽ có thể clear rất nhanh. Già 2 rồi này. Quá tuyệt vời anh em ạ. Tôi sẽ lock ground này. Rồi. Như này có clear nhanh được không? Rồi, ok. Tôi nghĩ là sẽ clear nhanh thôi. Cái rau này này. Mà anh em có một cái con sao Devil ấy, thì nó sẽ còn nhanh nữa. Đấy, nhưng mà không có sao Devil thì hơi chậm. Thôi không sao. Như này đi. Ok. Đó, cái con Grim của tôi nó quẹt hơi xấu anh em ạ. Quẹt hơi xấu một tí nhưng mà không sao, chúng ta vẫn có thể clear nhanh. Rồi. Đấy, ở trong trận đấu này chúng ta sẽ không mua những cái con kiểu như là Shadow nữa mà chúng ta sẽ mua những cái con thuộc hệ Mage nha anh em nhá. Kèm theo đấy là hãy chuẩn bị sẵn cho tôi con ác mộng để tí nữa chúng ta sẽ chơi là 5 rồng 9m kẹp với các ác mộng 3 sao. Nó sẽ rất mạnh anh em ạ. Ngoài ra anh em vẫn sẽ phải mua để đến cái round chúng ta gặp Insectoid. Cái bộ 5 rồng 9m ấy nó rất sợ Insectoid anh em nhá. Nên là cái round đấy mà anh em không có chuyển bài thì anh em toang đấy. Bộ này vẫn phải chuyển anh em ạ. Tôi quên. Tôi cứ nghĩ là nó không cần phải chuyển nhưng mà nó vẫn sẽ phải chuyển một vài round thì mới ăn được nha anh em nhé. Ngoài ra con Lancer anh em cũng có thể giữ lại để đánh solo với cái con ác mộng ở trong cái bộ God Warlock. Rồi, úi rồi ôi, rớt 2 này. Quá tuyệt vời anh em ạ. Con rớt 2 này sẽ vào thay cho con Thunder không nhỉ? Tôi nghĩ là không. Con Thunder là quẹt mực ngon hơn. À con Thunder này
nó xòe quạt nó ngon hơn. Còn cái con rớt này tôi sẽ cho vào round 11, level 11 nha anh em nhá. Tức là chúng ta chỉ còn một round nữa thôi. Round này chúng ta sẽ có thêm một quyển sách nữa. Đấy, anh em đừng có tham ăn mỗi round 3 sách nha anh em nhá. Mỗi round anh em chỉ cần ăn một quyển là được rồi. Mỗi round một quyển sách không? Ok. Đó, rất nhanh. Nhanh hơn nhanh hơn trận trước đấy anh em ạ. Rồi đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Mấy con Glacier thì không lấy nha anh em nhá. Đó, lên được 11 thì chúng ta sẽ kẹp được thêm con rớt vào. Giật sẽ nhanh hơn. Khi mà chúng ta chơi cái đội hình này thì chúng ta sẽ đổi đồ luôn ở cái đao này anh em nhá. Sẽ đổi một cái đồ blue. Trong cái đồ blue nó sẽ có cái huyết trượng cũng như là cái nhẫn để chúng ta bắn trưởng cho nó đau hơn. Ok. Anh em cũng sẽ rèn đồ giống như tôi rèn nha anh em nhá. Đừng có ham đồ cam. Bộ này không cần đồ cam đâu. Ui không có, hơi đen. Ui rồi ơi. Đấy nó lại đen anh em ạ. Nếu mà nó là một cái huyết trượng thì câu chuyện nó sẽ nhanh hơn rất nhiều. Nhưng mà thôi không sao, tôi cũng sẽ rèn tiếp thôi. Tôi sẽ kiếm huyết trượng sớm đó. Đấy, anh em những cái pha như này anh em hên, anh em ra được đồ ấy thì anh em sẽ clear hơn, nhanh hơn tôi rất nhiều nha anh em nhá. Anh em hãy nhớ cái điều đấy. Đây là tôi vẫn còn rất đen. Nếu mà anh em clear nhanh, anh em có thể hơn tôi. Vẫn cái đội hình này vẫn có thể hơn tôi cả chục giây. Đấy, xếp đội hình thì vẫn thế nhưng mà đồ nó khác thì nó đã khác rồi. Chỉ cần đồ của anh em ngon thôi. Nó làm cái nhẫn tăng sát thương phép hoặc là có là cái huyết trượng ở cái round này. Thậm chí là round này già có thể lên được 3 hoặc là Thunder lên được 3 thì cái câu chuyện nó sẽ khác. Nó sẽ nhanh hơn rất nhiều. Đấy anh em thấy không, rất nhanh. Cái bộ này nó nhanh hơn cái bộ trước rất nhiều anh em nhá. Nó nhanh hơn đấy. Chúng ta chủ động chúng ta lấy những cái món đồ cho cái bộ mết. Chúng ta không có cái ý định là chuyển sang là Witcher. Đấy, nên là cứ thế thôi. Làm sao mà cái bộ mết nó mạnh nhất có thể. Ok, round này là chúng ta có thể dẹt tiếp. Tôi sẽ rèn tiếp một cái món đồ hay là lấy đồ cam nhỉ. Đồ cam đi. Round này cứ lấy đồ cam đã. Rồi, cứ hãy trích nha anh em nhé. Thực ra tôi cũng ý định là rèn cái món đồ xanh dương ấy. Nhưng mà tôi nhớ ra là mấy round nữa là chúng ta sẽ có đồ xanh dương rồi. Đây là chúng ta lại ưu tiên đồ tím với đồ cam thôi. Cái con Doom tôi sẽ để dành cho cái round mà gặp cái bộ Warlock nha anh em nhé. Từ từ đã, con này từ từ, con này không cần. Này phải tính toán làm nào để chúng ta vẫn phải giữ được để tí nữa còn đánh với cái nhà Insectoid đấy anh em ạ. Tức là phải có Warlock ấy. Lại ra con già này. Già thì vẫn ưu tiên hơn anh em nhé. Già vẫn ưu tiên hơn. Chắc tôi phải bán nó Dash Sprint đi rồi. Ui rồi ui, đen nhờ. Bán con gì đi đây? Con này. Dồn phát lửa này. Ui rồi, quả trứng đập cho già này. Cay nhờ. Bây giờ bán gì đây? Bán Dash Sprint đi nhờ. Được rồi, bán con này đi, tí tìm lại sau. Ok. Đập trứng này cho già hoặc là cho rồng thôi. Rồi. Một round nữa lên được 12. Chúng ta sẽ có 9m 5 rồng ở level 12.
Được chưa? Như này mạnh chưa? Thực ra là cái round này anh em vẫn lên ưu tiên là cái con rồng lên 3 sao anh em nhá. Chỉ có con rồng lên 3 sao là mới giết được cái con Lancer ở đằng sau nhanh thôi. Nếu anh em không có rồng ấy thì rất khó có thể giết được con Lancer. Đó, cũng rất là nhanh, 10 giây anh em ạ. Mỗi round anh em chỉ cần 9-10 giây thôi là anh em đã vào top rồi. Rồi, random tiếp. Úi giời ơi, lại ra một cái quả trứng nữa, điêu thật đấy. Quên mất không rèn cái quả trứng đi, để nó ra. Điêu thật. Bây giờ lấy món đồ cam nữa hay là lấy ấy nhỉ? Để tìm cái RO đi. Cần cái RO. À đây rồi. Cái xích này cũng được. Đen thật đấy anh em ạ, đồ đen quá đi mất thôi. Trời ơi, đồ mà nó ngon, nó ra ngon nghẻ. Random đến 2 lần không ra chấn nữa thôi, chịu. Đồ đen như này nên là tốc độ nó đã giảm đi nhiều đấy anh em. Nếu mà đồ ngon ấy, hoặc là bây giờ ra là con rớt 3 hoặc là già 3 thì clear nó sẽ còn nhanh hơn rất nhiều. Mấy cái con Warlock cứ từ từ lại anh em nhá. Nào này, tôi sẽ để con già lên 3 đã. Kiếm cái con già lên 3. Full cái bọn mết 3 sao đã anh em ạ. Trận này hơi đen. Ui dồi ôi. Không lên được con già 3 luôn. Cay thật. Bán bố con Doom đi nhỉ. Tôi không rõ là cái bộ này ở trong cái round gặp cái con God Warlock chúng ta có không có Doom có ăn được nhanh không. Bởi vì tôi chưa thử không có Doom bao giờ. Và Doom bây giờ đang hơi chiếm slot. Doom hơi chiếm slot của tôi. 9m, 5 rồng. 9m, 6 rồng. Thừa một con rồng. Thừa con rồng Dragon Clay cho ra nhỉ. Hay là vứt con rồng mập. Thực ra là hai con này đều có thể vứt được. Như này thì sao? Ok. Chơi hàng riu luôn. Được không? Quá được luôn anh em ạ. Đó. 5 rồng 9m kẹp với cả ác mộng. Này tôi nghĩ hợp lý rồi đấy. Bây giờ kiếm một con Thunder lên 3 sao. Full 3 sao đây là xong. Già lên 3 sao nữa là xong. Nhưng mà vừa rồi tôi bán hơi sớm. Tôi mới nhớ lại là chúng ta vẫn còn chưa gặp cái nhà Insectoid. Nên là tôi lại phải tìm lại. Quả này là hơi nhầm một chút. Dã man. Chúng ta chưa gặp Insectoid nên là chúng ta lại phải tìm lại tí nữa kích God Warlock. Rồi. Có Doom 3 tí nữa. Khi mà chúng ta gặp God Warlock sẽ cho vào. Rồi. Bây giờ đồ chắc là dồn cho con này đi. 9m ác mộng thì đương nhiên nó sẽ là vô địch. 9m kết hợp với cả 5 rồng kết hợp với ác mộng. Ok chưa? Đó. Ui rất nhanh anh em ạ. Rất nhanh luôn. Thực sự là rất nhanh. Mỗi round chỉ cần tiết kiệm 1-2 giây thôi. 10 round đã là tiết kiệm được 30 giây rồi. Chúng ta sẽ phải kiếm lại những con này. Bởi vì round thứ 7 ấy, là chúng ta sẽ phải chuyển sang Warlock đấy anh em ạ. Được quên mất ấy.
Rồi nói chung là kiếm lại. Quên mất bán đi. Rất là lãng phí tiền. Rồi. Vứt lốt cái món đồ này thôi. Đồ cam này còn một cái gậy hack. Đồ tím thì còn cái RO chúng ta chưa lấy được. Đấy, cái RO chắc chắn phải lấy anh em nhá. RO chắc chắn phải lấy, gậy hack cũng sẽ phải lấy. Bộ này thì có hai cái món đấy mới có thể đánh được cái con quái cuối. Ui đen thế nhờ. Thôi lại lấy gậy trích vậy. Về căn bản là nó vẫn sẽ là những cái món đồ mà gây đam đau, bắn rất đau. Trích như này nói chung là cũng hơi thừa. Tôi cần cái hack cơ. Nhưng mà tôi sẽ không random ở cái đao đấy đâu, bởi vì là nếu mà ra đồ thủ là chết ngay. Chúng ta cần những cái đồ công. Wow. Ok, cũng chỉ 10 giây thôi. Lancer 3 sao này. Đao này sẽ phải chuyển sang Warlock anh em nhá. Đao này sẽ phải chuyển sang Warlock. Nên là chúng ta sẽ kiếm Warlock vào. Trên mết thì bị cái gặp cái đao này sẽ thua này. Nếu mà anh em không chuyển sang Warlock thì sẽ thua đao này anh em á. Nên là anh em cố gắng, anh em cũng phải có một cái tư tưởng là chuyển dần sang. Tiền nó cũng phải có thì mới chuyển được. Anh em phải chuẩn bị đấy. Rồi sẽ đôn hết cái chỗ này. Grand Herat này. Chúng ta sẽ phải lựa chọn. Nó như một cái trò chơi xếp hình luôn. Và đây là full slot rồi, tôi không có cái gì để có thể là cho vào nữa. Nên là chúng ta sẽ phải lựa chọn bán bớt một vài con đi thôi. Mà nói chung là bây giờ kích hệ nó cũng không cần phải lên 3 sao. Nhưng mà tất nhiên là nếu mà anh em không lên 3 sao giống như tôi như này ấy, thì cái tốc độ nó đã bị giảm đi nhiều à. Và ví dụ như ở round này anh em có full 3 sao Warlock ấy, thì chắc chắn là round này anh em sẽ clear rất nhanh. Con rớt lại để lại nhá. Con này sẽ phải lên 3 sao. Rồi. Sau đó chúng ta sẽ bỏ bớt mết ra. Tính xem bỏ gì cho nó ok. Vẫn còn 2 slot nữa. Tôi sẽ phải bán đến con gì đây? Này mà không ấy đâu phải bán Doom ấy. Khó nhỉ, chắc phải bán Doom à. Nói thật với anh em là tôi chưa bao giờ qua cái round sau ấy, round gặp Warlock mà tôi không có con Doom, nên là tôi không rõ là nếu mà không có Doom thì liệu rằng có ăn nổi không. Chết cha, vẫn thiếu slot này. Thiếu nhiều quá nhở. Thiếu một slot. Thế bắt buộc phải bán Doom rồi. Chán rồi đấy. Thôi thử phát xem nào. Nó là bắt buộc phải bán cái con đấy đi thì mới chơi được anh em ạ. Round này bắt buộc phải là 6 Warlock thì mới chơi được. Rất khó chơi. Tất nhiên nếu mà anh em cái round này anh em có được con, mấy cái con rồng lên được 3 sao này, xong rồi mấy cái con Warlock ấy lên được 3 sao hết thì tôi nghĩ là clear cái round này là cũng nhanh thôi, nó cũng sẽ không lâu đâu. Tôi thì nó hơi đen. Đồ nó cũng vớ vẩn nên là cũng sẽ mất một chút thời gian. Tôi nghĩ là mất khoảng 15 đến 20 giây cho cái round này. Thực ra thì cũng không lâu lắm nhỉ anh em nhỉ.
Ok. Cũng không lâu lắm đâu. Gặp Insect thế là được rồi. Nhưng mà nếu mà may mắn thì còn có thể nhanh hơn. Đấy, round này mới khó này. Round này chính ra là có Doom thì là có thể là vào 5 rồng kết hợp với Doom thì chắc chắn là ăn. Ác mộng của đối thủ là không có có kháng. Đấy, nhưng mà vấn đề là không có anh em ạ. Đấy, chúng ta bây giờ phải chơi cái bộ 9 mét ác mộng xem là có đấm được God Warlock không anh em nhá. 9 mét kẹp với cái ác mộng 9 mét 5 rồng. Tất nhiên là cái con này nó có cái bất diệt, tức là nó cũng có giải đấy. Nó có giải đấy, chứ không phải là nó không có đâu. Nó có bất diệt nên là nó sẽ bất tử và lúc nó tỉnh dậy thì nó vẫn sẽ hút máu bình thường đó. Chúng ta sẽ không để sốc đam mà một phát chết luôn được. Rồi, kiếm luôn con Thunder 3 anh em nhé. Roll đóng này, kiếm luôn con Thunder 3 sao đây. Cái bộ Warlock vẫn tiếp tục phải mua nhá anh em nhá. Warlock tí nữa đánh ra quái cuối cùng là chúng ta sẽ phải chơi Warlock đấy. Nên là không bỏ đi được đâu. Chưa bỏ được. Doom này, có muốn chơi không? Chả cần. Rồi. That's a breed này. Ui lại Doom rồi. Thôi. Tôi nghĩ lại à, chả cần không. Tôi nghĩ vẫn ăn được. Rồi, Thunder lên được 3 sao. Con này hay con ác mộng ngon hơn? Tôi nghĩ là ác mộng ngon hơn đấy. Đồ phép mà, chúng ta không có đồ đánh tay. Rồi, tôi sẽ cố gắng tôi rèn ra cái gậy hack. Chúng ta sẽ cố gắng đổi cái đồ cam tiếp theo để lấy cái gậy hack. Rồi, quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Đó. Sau những cái lần roll rèn đồ rất là đen thì bây giờ cuối cùng cũng ra là cái món trấn. Không biết là với cái từng này đồ thì con rớt liệu có rằng có thể là chúng sinh bình đẳng được hay chưa. Về căn bản này con rớt ấy nó cần phải có cái huyết trượng nữa. Huyết trượng tăng 60% đam nếu mà chúng ta có 10 stack. Ngoài ra có thêm cái nhẫn nữa. Nói chung là càng nhiều nhẫn càng nhiều huyết trượng và không một cái huyết trượng thôi. Càng nhiều nhẫn này, một cái huyết trượng này và một cái RO thì là ngon nhất. Đấy. Được chưa? Ok. Rồi, con Thunder xòe quạt, sau đó là ra Phọt trưởng, bay hết toàn bộ đội hình địch không? Ok, vậy là tất cả đội hình địch đều bay. Nhưng con này là có BKB. Đó, bây giờ nó bật bất diệt lên. Đấy, sau cái lần bất diệt này chúng ta có thể giết chết nó cũng nhanh anh em thấy không, cũng không có phải là quá chậm đâu, không cần Doom. Đối thủ còn không tung thủ trưởng cơ mà, nó bị đông cứng không tung thủ trưởng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với cái round 9 này thì tôi nói thật với anh em nó là cái round nhanh nhất luôn. Khi mà anh em chơi cái bộ 5 rồng 9 mét thì thực sự cái round 9 này là cái round mà tốn ít thời gian nhất. Để xem cái đống đồ này bây giờ đổi thêm phát nữa không. Từ đá bây giờ phải roll. Kiếm cái con Dash of Breed 3 sao. Sắp đến cái round cuối rồi, bây giờ phải kiếm ngay Warlock vào anh em ạ. Bây giờ là phải đủ bộ Warlock mới chơi được. Cái round cuối khả năng không cần chơi Lancer đâu. Tôi thấy đồ như này thì chúng ta có thể chúng ta chơi bắn trưởng cũng được. Tôi để con Lancer bởi vì làm sao, bởi vì là nhiều khi nó ra mấy cái đồ đánh tay ấy, mà chúng ta không chọn được đồ bắn trưởng ấy thì có thể lấy Lancer làm co ở cái giai đoạn cuối game. 6 Glacier kẹp với cả 6 Lock thì nó một cái sự lựa chọn nó gọi là tuyệt vời luôn. Lên game. Rồi. Đó, cái round này thì sẽ nhanh thôi anh em ạ. Cái
công tác chuẩn bị thì lâu, chứ còn ấn vào thì rất nhanh. Đó, chỉ bùm một cái là bay màu hết thôi. Đó, anh em thấy chưa? Con phô lần này hóa được thì cũng thế thôi, có BKB thì cũng không để sống được lâu. Cũng chỉ dưới 10 giây anh em ạ. Mỗi rào chỉ cần tiết kiệm được 2 giây thôi là chúng ta tiết kiệm được 20 giây rồi. 10 rào, 11 rào là tiết kiệm được 22 giây rồi đấy. Đấy, còn cái rào này thì cũng đổi là, lần này sẽ đổi đồ lần nữa. Để xem nào. Thực ra cũng không đổi được cái gì cả. Mấy cái món đồ này đều có thể dùng được. Rồi. Rồi, chúng ta roll tiếp. Roll Warlock để chuẩn bị cho round sau anh em nhé. Round sau cần Warlock để đánh với con trùm cuối. Round này thì có thể để 9 mét vẫn được. Không sợ đâu. 9 mét ác mộng 5 rồng thì thực sự nó là cái bài nó cực kỳ tối thượng rồi. Assassin không có cửa. Ok, Dash of Rift 3 sao. Để dành round sau thôi. Để dành round sau thôi anh em ạ. Rồi. Rồi. Để như này ok chưa? Thế này đi. Anh em phải hết sức cẩn thận nhé. Đây là 6 cá đấy. Nên là bài đừng có lượng dâng cao quá, không là chết đấy. Kéo xuống một chút. Ok. 6 cá đấy anh em ạ. Đấy, nhưng mà nó chết luôn thì nó cũng không có lỗ được tôi. Dồn đam chết luôn mà. Rồi, xong rồi. Một giật nữa tỉnh dậy là giật chết luôn. Ok. Đấy. Thực sự là nó có bất diệt nhưng mà nó bị đóng đá mà. Nó có đánh được đâu. Nó không đánh được. Assassin nó không đánh được. Rồi đây là round mà chúng ta sẽ phải chuyển sang Warlock anh em nhé. Chúng ta sẽ phải chuyển sang God Warlock. Nếu mà không có Warlock round này thì chắc chắn là sẽ toàn. Và cái RO, chúng ta cần một cái RO cho con Dash nữa. Round này tôi sẽ đổi đồ tím để lấy RO. Sáu Warlock kẹp với cả 5 rồng. Hay là 3 rồng quá nhỉ. Bỏ mết ra thôi. Rao này không cần mết nữa. Hai gót thôi. Hay là 4 gót. Đưa kiếm 4 gót vào. Bốn gót thì vứt con gì đi. Tôi nghĩ là để vẫn để 5 rồng mà tung trưởng luôn. Kiểu mấy các con rớt nó không có đồ mana là bắn hơi chậm. Rồi. Thôi, thế này được rồi. 5 rồng 6 lock 2 gót. Roll load mấy cái con lên 3 sao nha anh em nhá. Roll load đi. Vứt mấy con này vào cho nó roll 3 sao cho dễ. Từ từ vứt con này lốt. Vứt con cá đuối vào nữa. Chúng ta sẽ phải roll khi mà tất cả những con 3 sao lên trên bàn cờ thì chúng ta mới loại được những con này ra. Grim này. Con Grim và con Grand Herald thôi. Kiếm thêm một cái con God of Light cũng được. Thêm con God of Light cũng được. Đây rồi. Con God được vua. Con được vua này ok. Đây God of Light này. Ưu tiên con God of Light hơn. Khi mà chói thì nó vẫn sẽ ăn những cái sát thương ma pháp và nó sẽ đau hơn.
bảng Liron tiếp thôi. Còn 50 tiền. Đồ này tôi sẽ lấy một cái món đồ, một cái đồ nữa anh em nhé. Sẽ lấy, chúng ta sẽ lấy cái đồ. Cái ngọc giảm hồi chiêu vẫn lên để ở trên người ở cái con ác mộng anh em ạ. Con ác mộng này sẽ là con, vẫn là con co. Ngoài ra chúng ta có một cái RO cho con đát nữa. Con đát cần cái RO. Tôi sẽ rèn để kiếm cái RO anh em nhé. Kiếm một cái món đồ tím. Không lấy đồ cam đâu, lấy đồ tím thôi. Ok. Còn cái dao vứt đi. Rồi. Hy vọng sẽ có cái RO. Quá tuyệt vời anh em ạ. Ok, thế là xong rồi đấy. Chúng ta chắc chắn là sẽ clear cái round này rất nhanh với một cái RO. 5 dòng Dash Sprint và RO sẽ clear được cái bọn này nhanh thôi. Rồi. À roll đã, từ từ, chưa xong. Roll lên 3 sao đã anh em nhá. Chúng ta roll lốt đi. Đây rồi. Còn con Grand Herald. Hết tiền luôn này. Tôi nghĩ là chỉ chưa 2 gót. 2 gót thôi. Hai gót rồi anh em ạ. Ôi giời. Hai gót 5 rồng. Ok. Đó, anh em cứ để xếp như tôi như này là được. Hai cái RO ấy nó sẽ trùng lên nhau và nó sẽ clear rất nhanh. Anh em nhìn đam của con Dash Sprint kìa. 50k đam rồi. Đốt rất đau. Ui giời ui, nhanh chưa? Nếu mà chúng ta hên hơn thì có thể tôi nghĩ là sẽ còn nhanh hơn đấy anh em ạ. Xôi ơi anh em ơi. Nhanh hơn cả trận đấu vừa nãy luôn. Đó, bộ này là nhanh hơn đấy. Cần một chút may mắn đến từ con rớt nữa. Thế nên là chúc các anh em sẽ may mắn anh em nhá. Đấy, chúc anh em thành công. Bye bye.